Ok, chào anh em nha, mình là Freebat. Hôm nay em tiếp tục đến Pokemon Unite nha. Nếu em thấy hay thì một like, một share, một đăng ký ủng hộ mình nha. Mình cảm ơn em rất nhiều. Thôi, tem chi đường kìa. Con đi kích ray nó bị ngáo luôn anh em ạ. Ngáo thế. Sau một lần áp cao thì nó bị ngáo luôn. Rồi, tem bạn tướng khét thế. Tôi mẹ biết toàn là hàng tuyển không anh em ạ. Thôi lấy cái này bào máu đi. Chứ tìm mẹ toàn tướng trâu mà. Lấy cái này vào tí nữa bào máu cho vui vui. Cái này có đi phốt này. Thế nếu bắt may mắn thì bắt được con đi phốt thôi anh em ạ. Còn không thì thôi chứ. Bắt con ma cây thì khó. Rồi tìm mạng đâu. Chơi game mà nó kỹ thế, chơi game mà nó kỹ thế. Bắt luôn. Châu. Để một câu. Ok. Rồi con đi kích ray nó đi rừng, nó bỏ cửa luôn anh em ạ. Thôi lôi. Không cho lôi, ây da, đang đánh mà đẩy nó ra. Thôi lôi. Lôi đi, tập trung ép chết cửa trên đây rồi mình xuống phụ cửa dưới anh em ơi. Cửa dưới đang yêu cầu chi viện gấp. Rồi bay cửa dưới luôn. Rồi thì đi đâu. Đi đâu mà vội mà quen. Kêu đâu. Mém tí cần 2 rồi. Kêu rồi sớm tí nữa cần 2 rồi. Cửa dưới bay nhanh thế. Quái, mày đừng cho tay mẹ cấp 7 rồi. Ê, thì nhiên đánh gì bị hành thế, nó cấp 7 sao đánh. Toàn thế. Mấy bô đánh thế chịu rồi. Rồi để nó chạy luôn rồi thôi chứ. Chị miếng. Em tạ thế, đang đánh nhau đi chạy thẳng vào điểm cầu mí. Thôi chịu. Thôi ơi, không đi với Nilso, Venusaur nó đâu anh em ạ, ngáo thế. Em hai thanh niên đứng đánh nhau gần chết luôn, thanh niên chạy thẳng vào điểm cầu. Thanh niên vào đánh là ăn được rồi. Ngáo thế. Thôi vẫn là hai đồng chí này là chân ái thôi anh em ạ. Chứ hai thanh niên kỳ ngáo quá. Thôi lửa. Bây giờ làm sao vào được. Lui đi không vào được. Lui đi. Đi đâu thế men. Ủa, chưa ném được cầu nào luôn. Vãi cơ dưới đánh gì trời. Hai thanh niên đúng ngáo luôn. Được luôn. Được luôn. Ok, được rồi đấy. Ít nhất cũng phải có tác dụng chứ. Rồi, cứ chen lại nét. Vậy thanh niên Windows cho tên mình tăng đường bắn kêu bắn não. Khó thế. Mười đồng thế. Nó thấy rồi. Chạy. Chạy đi thanh niên. Chạy đi chứ. Rồi hay. Tuyệt vời luôn, nó anti luôn.
Rồi thanh niên đúng phạm vái nữa nè. Rồi tem thế này thì thôi gờ gờ sớm rồi chứ. Xem người ta đánh nhau toàn mấy thanh niên đi farm không à. Đáng sợ thật sự, đáng sợ thật sự. Em đánh quá là đáng sợ. Rồi tem yếu thì tập trung đi chung đi. Chứ còn gì nữa, sao gặp hồi thế ba? Sao gặp hồi thế mấy anh? Lần này hết ulti rồi chứ gì? Lần này hết ulti rồi chứ gì? Lần này hết ulti rồi chứ gì? Không kỳ lại. Nó bật kêu lên nó chạy mình chạy. Mình chạy không lại con Wheel Shore luôn á, nó chạy nhanh quá. Ồ thì chạy ai da. Ngồi luôn. Ăn hai cái thẳng, thẳng hai cái ulti vào đầu luôn. Khó thế. Con bản là quay mua so cho mình yếu quá, tăng cái đường chiếu tia thì không ăn thua. Là tên mạng còn tướng trâu không à. Mà tăng chiếu tia thì không đánh được. Mà tăng chiếu để ai? Tăng thì cứ để mình. Chạy bắt máy luôn. Chạy, chạy, chạy với chúng tôi. Phải còn đi kích vậy nó bắn đâu thế. Còn để kêu một bắn một phát lên bảng một phát luôn. Còn 15 cầu. 15 cầu ném hơi nhiều rồi đấy. Lại ung ti à. Lại ung ti. Ló cái đầu ra đây. Thôi đi về anh em ơi. Rồi đọc rút chết luôn. Mà kết quả là vẫn không ném được cầu. Thôi lui về đi, lui về đi, lui về đi. Khó thế, 4 đến 5 mà. Kiểu khó rồi. Rồi vẫn chưa thấy ai, một con ma cây này. Một con ma cây đang ở nhà mình kìa. Hay. Không đuối sai ulti mà thẳng thẳng mặt con đi phốt nhờ. Thôi đừng đập, mình biết bạn mạnh rồi. Mấy hoài trời. Hoài luôn ấy, hoài luôn ấy. Chạy, chạy, chạy. Chạy, 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 chạy. Chạy. Đánh nãy giờ hơi lâu, hơi căng thẳng rồi đấy. Bó đèn em ơi, bó đi, bó đi, bó đi. Thì mẹ đang thiếu người kìa. Này thì chạy, chạy. Hồi nó ti kìa, chạy đi, chạy đi. Cắm đầu mày chạy đi chứ, con Charlie Jack nó ti nó thổi hết sao. Charlie Jack nó ti rồi mấy thanh niên, ây da, không về kịp rồi. Không, 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 không về kịp rồi. Để con Charlie Jack nó ném 100 cầu thơm nhá. Thế thanh niên quyết tâm được mình à. Người thanh niên kia đi ném 20 cầu nữa. Bình tĩnh nào. Mình ném chai giấy anh như ném.
thế vẫn để nó ném được. Đi ném cầu lén thì cũng không được, mà đi ăn boss cũng không xong. Thôi thua luôn, ảo thế. Thua đúng cái pha chạy giá ném cầu cuối thôi nè, mà gánh còng lưng luôn vẫn không win được ấy. Ném 193 cầu rồi ấy, 6 kill chờ 10 nữa, thế cũng không được, chịu. Ok, chào anh em nhé.